Cô gái xinh đẹp hát cho cảnh sát giao thông nghe giữa đường. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cô gái trẻ đang đứng hát bên cạnh hai đồng chí cảnh sát giao thông. Đoạn clip đăng tải với dòng caption "Hát đi, hay chú tha". Khi được yêu cầu hát, cô gái không ngần ngại thể hiện giọng ca ngọt lịm của mình với trích đoạn trong bài hát "Đất nước và lời ru", cô gái vót trông. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng ngàn lượt bình luận của cư dân mạng. Đa số mọi người đều dành lời khen ngợi cho cô gái bởi giọng hát hay. Cô bé này hát đỉnh quá, thật sự rất là hay mặc dù không có nhạc. Hát quá hay hơn ca sĩ luôn, giọng hát quá tuyệt vời. Bé gái hát hay thật hơn khối ca sĩ hiện tại. Thi qua điện ảnh con ơi, hát hay lắm đấy. Một số cư dân mạng còn hài hước bình luận, hát hay đấy, về đồn hát tiếp chú nghe, 5 giờ chiều tan ca chú thả. Mình phải tập hát thôi, các chú mới tha cho, lâu lâu anh giao thông giải trí nè, hát hay quá. Kể bị bắt xong hát bài được tha thì cũng hay ý nhỉ. Được biết đây từng là thí sinh tham gia chương trình giọng hát Việt nhí, khi tham gia giao thông trên đường phạm lỗi và bị cảnh sát giao thông dừng xe để nhắc nhở. Dù hát hay hay xinh đẹp thì ra đường cũng phải chấp hành đúng quy định giao thông các bạn nhé. Đó là cách để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mình cũng như cộng đồng.